Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì tiếp tục một đề tài về cinema. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số kinh nghiệm để khi đầu tư một dàn chiếu phim làm sao cho nó đạt hiệu quả và nó đúng với nhu cầu của mình nhất. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bắt đầu thôi. Phân khúc đầu tiên là phân khúc entry level dành cho những người mới chơi. Thì với phân khúc entry level này á, thì mọi người về phần hình ảnh mình sẽ chất ra là phần hình ảnh trước. Phần hình ảnh thì với phân khúc entry level thì thường thì mọi người sẽ sử dụng những cái TV có sẵn ở nhà. Những cái TV tầm khoảng 70 inch đến 80 inch là đã đáp ứng rất là tốt cho một cái dàn chiếu phim rồi. Thì với cái phần hình ảnh này á, về phân khúc entry level á, thì mọi người nên sử dụng TV. Vì thứ nhất là chi phí đầu tư nó cũng thấp, thứ hai nữa là nó sẽ rất là tiện dụng, mà mình có nghĩa là cái như là một cái sản phẩm nó có sẵn trong nhà đó, rất là tiện dụng, mình vừa có thể xem tivi xem này kia mà nó không tách riêng ra một cái mảng cinema, mà nó có thể tận dụng được nhiều, gọi là mình xài nhiều nhiều cái trong đó, tức là vừa có thể coi tivi coi nhiều thứ ấy, chứ không chỉ riêng cho phần cái mảng cinema đó. Thì cái phần hình ảnh thì mọi người nên sử dụng tivi với phân khúc entry level. Rồi đến phần âm thanh. Âm thanh thì mình phân cho phần âm thanh entry level sẽ có mức phân khúc từ khoảng từ 40 triệu trở xuống. Thì mọi người có thể có trong tay một bộ dàn 5.1 hoàn chỉnh, bao gồm một cái âm ly có thể là của Denon này, của Yamaha này, hay của Marantz này, âm ly xem phim nha, nó gọi là receiver ạ. Rồi thứ hai nữa là một cặp loa phong, có thể là Buxtel, có thể là cặp stand floor, tùy theo cái diện tích không gian nhà mọi người. Rồi một cái loa center, rồi một cặp loa surround. Đó, đó là xong một hệ thống loa hoàn chỉnh cho 5.1. Với hệ thống này thì mọi người hoàn toàn có thể coi phim trên Netflix nè, rồi coi phim trên Prime TV của Amazon nè, có thể coi qua Apple TV nè. Như các clip trước mình đã chia sẻ rồi, mọi người muốn coi được, nghĩa là mọi người đầu tư xong một bộ dàn 5.1 rồi thì cái phim mọi người coi, rồi cái tivi mọi người xem, rồi cái có nghĩa là cái đầu phát của mọi người ấy, nó phải hỗ trợ được ra 5.1 thì nó mới thành 5.1 được nha. Thì cái này mình đã giải thích trong rất là nhiều clip trước rồi. Thì mọi người khi, đặc biệt là mọi người coi Netflix á, mọi người có để ý phim nó mà nó cứ đề được 5.1 đó, tức là lúc đó là hệ thống mọi người nó ra được 5.1 rồi đó. Rồi mọi người để ý những cái tivi nữa nó có hiệu ứng ra 5.1 là ok. Đó thì ngoài ra với cái phân khúc này, mọi người nếu mọi người không thích bộ dàn nó quá cồng kềnh như thế, mọi người có thể hoàn toàn có thể đầu tư cho mình một cái sao ba. Hiện tại với phân khúc tầm 40 triệu trở xuống thì mọi người có thể chọn một cái sao ba của JBL là 31.000. Dòng đó nghe 5.1 nó có hai cái cây người rút ra, nó xài pin đấy, mọi người để phía sau nó cũng ra hiệu ứng 5.1 luôn, nó âm thanh nó khá là tốt, đặc biệt là phù hợp cho xem phim. Rồi qua đến phân khúc trung cấp ha. Phân khúc trung cấp sẽ dành cho những khách hàng nào muốn một cái sự chỉn chu trong cái phòng chiếu phim của mình rồi. Bắt đầu là những có đầu có những không gian riêng dành cho phòng chiếu phim. Nó không phải là một không gian chung như là phòng khách nữa, mà bắt đầu là mình có một cái phòng trống dành riêng chỉ để chiếu phim thôi. Thì bắt đầu đến là phân khúc tầm trung. Thì với phân khúc tầm trung này thì thứ nhất về phần hình ảnh, thường thì đầu tư sẽ là đầu tư về phần máy chiếu nha. Bắt đầu là bắt đầu tư máy chiếu rồi. Thì với máy chiếu màn chiếu thì như các clip trước mình đã chia sẻ, thì máy chiếu màn chiếu mọi người nên chọn những máy chiếu nào mà chiếu được ít nhất là với một cái màn chiếu 120 inch trở lên. Lý do thì như mọi người đã biết, TV nếu nói về giá đầu tư thì một cái TV 80 inch đi với một cái máy chiếu màn chiếu mà chỉ chiếu 80 inch thì cái giá tiền, cái giá thành mua của TV nó rẻ hơn cái phần máy chiếu màn chiếu rất là nhiều. Mình bỏ qua tất cả những cái vấn đề liên quan đến ánh sáng ngược, ánh sáng xuôi, mình không bỏ qua cái đó, mình nói về tiền trước, mình nói về chi phí đầu tư trước. Thì 80 inch TV đầu tư rẻ hơn máy chiếu rất nhiều, hình ảnh, độ sáng, tất cả những thứ đó hơn máy chiếu rất nhiều, nếu nói về 80 inch, ok ha. Nhưng bắt đầu đạt đến ngưỡng 120 inch, bắt đầu những cái màn chiếu rất là rộng rồi. Thì nếu thứ nhất TV mọi người mua mà tối đa bây giờ nó chỉ có 100 inch là nó có sẵn thôi, mà chi phí giá thành nó rất là cao. Đó, trong khi mọi người nếu mọi người 120 inch mà mọi người đầu tư về phần máy chiếu, mọi người có hoàn toàn có thể chỉ đầu tư thì khoảng đến 60-70 triệu là xong rồi. Nó sẽ gồm những cái máy chiếu của Optoma hay là của Epson,
Đó, những đó chỉ khoảng tầm 40 mấy đến 50 triệu là mình đã có một máy chiếu, chiếu được 4K rồi. Màn chiếu thì mình có thể xài màn chiếu của Grandview, của Digistorm tùy cái nhu cầu và cái sở thích của mọi người thôi. Và màn chiếu thì mình nói luôn là bên mình rất là thiên về màn chiếu cứng, màn chiếu fix á. Có nghĩa là một cái khung cứng luôn, chứ bên mình không có muốn khách hàng xài màn chiếu điện. Bởi vì màn chiếu điện thì dù là màn chiếu điện nó có tốt cỡ mấy thì bên mình vẫn cảm nhận nó có một cái độ rung, nó có một độ gợn nhất định. Tức là khi mình căng, kể cả căng phía dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới, thì cái màn chiếu nó có một độ phập phồng nhất định. Và trong khi quá trình trải nghiệm mà nó cái màn chiếu của mình mà nó không được căng cứng á, nó hơi cái độ phập phồng á, thì nó rất là khó chịu trong cái khi mà mình theo dõi, mà khi mình xem á, nó hơi phập phồng một xíu á. Rất là nhẹ thôi, nó không có nhiều nhưng mà nó vẫn gây ra cho cái người xem một cái sự khó chịu nhất định. Rồi tới phần âm thanh, về phân khúc trung cấp này thì âm thanh bắt đầu mình lắp đặt được những bộ dàn bắt đầu từ 40 đến 100 triệu rồi. Thì bắt đầu là mình đã có tiệm cận được những cái bộ sản phẩm nó chất lượng tương đối tốt rồi. Là mình có thể có được những hiệu ứng như Dolby Atmos nè, làm những bộ dàn 5.1.2 nè, đối với những phòng mà lớn có thể làm 7.1.2 luôn. Thì đó, thì đã bắt đầu có những cái loa âm trần ở trên rồi đánh xuống cho hiệu ứng mà kiểu như máy bay bay sạt qua đầu á, thì mọi người thấy có hiệu ứng ở trên gọi là âm thanh vòm á, nói nôm na là âm thanh vòm á. Thì đó, với những phân khúc này là bắt đầu mọi người đầu tư được một bộ dàn chín chu rồi, thì nó cũng như vậy thôi. Nó cũng sẽ, nếu mà 7.1 thì nó sẽ có một cặp loa phong trước nè, rồi một loa center, một cặp surround và một cặp surround back. Đó thì công nghệ thì tất cả với mức đầu tư này bắt đầu mọi người đã có đầy đủ hết tất cả những cái công nghệ mới hiện nay như là Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS này kia đầy đủ rồi. Đó. Ngoài ra với phân khúc này thì mọi người có thể xài với những cái âm ly như là Denon nè, cũng Yamaha nè, và có mọi nếu với mọi nếu mà mọi người ghép khéo một tí á, nếu mà mọi người ghép sản phẩm nó khéo một tí, nó phù hợp âm ly á, chẳng hạn như Denon mình ghép với những cái loa để nông cái tiếng nó hơi tối á, mà mọi người ghép với những đi cái loa mà nó sáng tiếng một tí á, thì mọi người có thể hoàn toàn nghe nhạc được trên những bộ dàn tầm trung như thế này. Đương nhiên nó sẽ không thể nào bằng được những bộ dàn nghe nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên với mức độ đầu tư như thế mà mình vừa nghe nhạc được vừa xem phim được, với mức độ nghe nhạc như thế đó là rất tốt rồi. Bắt đầu từ phân khúc tầm trung nha mọi người. Bắt đầu từ phân khúc tầm trung là mọi người đã có thể nghe nhạc nhẹ nhẹ được rồi. Gọi là tương đối hi-fi rồi. Về cái phân khúc trung cấp á, thì âm thanh nó sẽ có một cái sự hai sự khác biệt cơ bản với cái entry level. Đầu tiên là như mình đã nói là Dolby Atmos, tức là những cái loa âm trần rồi 7.1 này kia. Thứ hai nữa là cái phần trung cấp thì mình sẽ có chi phí mình đầu tư cho những cục súp chuyên phim. Nếu với một cái bộ dàn entry level mọi người có thể xài súp về sau 3 rồi, và xài những cái súp nghe nhạc như là clip nè, rồi monitor nè, rồi Jamo này kia, thì với phân khúc tầm trung này thì mình bắt đầu mình tiệm cận được những cái súp chuyên phim rồi. Những súp súp chuyên phim hiện tại trên thị trường Việt Nam sẽ nó sẽ có là SVS. Đó, hiện tại thì mình mới thấy được SVS là một cái súp chuyên dành cho phim thôi, chuyên do cinema thôi, nó tạo hiệu ứng cho cinema rất tốt. Thì thứ hai nữa là có một dòng nữa nhưng mà nó sẽ liên quan đến một cái tiêu chuẩn mà chỉ có phân khúc cao cấp mới làm được. Thì chờ đến phân khúc cao cấp mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Ok, đến phân khúc cuối cùng là phân khúc cao cấp ha. Với phân khúc cao cấp thì chắc chắn là máy chiếu màn chiếu rồi, bỏ qua phần tivi. Về phần hình ảnh thì máy chiếu màn chiếu bắt đầu mình đã có thể xài những model, bắt đầu model cao hơn. Mình có thể xài những cái màn chiếu fix cứng có chất lượng cao, rồi có thể xài những cái máy chiếu siêu gần, hoặc là máy chiếu mà 4K, 8K của JVC, của Sony, hoặc là những máy chiếu siêu gần của Samsung, của LG, những cái dòng đó. Nói chung là càng ngày càng cao thôi. Càng mắc tiền thì chất lượng hình ảnh càng đẹp hơn, chiếu phóng càng lớn hơn. Thậm chí có những cái phòng mà nếu mọi người xài những cái gọi là cái màn chiếu mà y như kiểu chiếu rạp đó, nó đến 120, 150 inch đến 200 inch ấy, có nghĩa là nó sát đế luôn, nó sát sàn mình luôn á. Đó. Thì đó là những bắt đầu phân khúc cao cấp là những y như là một cái rạp chiếu phim trong gia đình luôn rồi. Bắt đầu đầu tư ra nó không khác gì một cái rạp luôn rồi mọi người. Thì phần hình ảnh thì chắc chắn là sẽ đầu tư những máy chiếu khủng nhất và những cái màn chiếu lớn nhất và full kín màn hình hết, làm cho để cho cái trải nghiệm của mình nó không khác gì khi mọi người đi xem phim rạp. Nói về phần âm thanh thì âm thanh với mức
chi phí đầu tư trên 100 triệu về phần nói chung là mình nói nôm na là về cao cấp đi ha, là với những khách hàng rất là chỉn chu, rất là mong muốn đưa nguyên một cái rạp hát, một cái rạp chiếu phim về nhà mình luôn rồi, thì bắt đầu ở đây bên mình mọi người nên đầu tư, mình nên quan tâm đến cái tiêu chuẩn mà của phòng phim hiện nay, đó là tiêu chuẩn THX. Tiêu chuẩn THX là gì á, thì mọi người có thể search Google hoặc là mình sẽ có thể có chia sẻ cho mọi người trong một clip tiếp theo. Nói nôm na về tiêu chuẩn THX, là tiêu chuẩn THX tức là một cái tiêu chuẩn liên quan đến phòng phim. Mình có thể nói sơ sơ như thế này cho mọi người dễ hiểu, tiêu chuẩn THX nó sẽ yêu cầu quy định là gì. Thứ nhất, công suất loa nó phải lớn. Thứ hai nữa là số lượng loa. Với tiêu chuẩn THX thì số lượng loa mà mọi người nghĩ bất kể phòng, bất kể diện tích nha, mình nói về bất kể diện tích, thì tiêu chuẩn THX nó sẽ yêu cầu mình surround, cái loa surround á, liên cái surround không á, là mỗi bên 4 loa, tức tổng cộng là 8 cái loa surround. Mọi người đi, 8 cái loa surround dạng enable á, dạng úp ngược như này, 8 cái loa, và phía sau mình á sẽ là 4 cái loa surround back. Mọi người đi xem phim, mọi người cứ để ý tất cả các phòng phim luôn, luôn có một tiêu chuẩn nhất định như thế này. Dĩ nhiên tiêu chuẩn là một chuyện thôi, còn khi mình mang cái tiêu chuẩn đó mình áp dụng vào gia đình mình xài thì không thể nào mình bắt đầu mình xài quá nhiều loa như thế, nhìn nó rất là khủng khiếp, nhìn nó rất là ghê gớm, nhìn nó rất là nó vướng, nó quá nhiều, thì bắt đầu mình sẽ giảm bớt số lượng lại. Tuy nhiên lúc đó bắt đầu mình phải tính toán đến góc phủ loa, mình tính toán đến góc phủ của những cái loa surround làm sao cho nó đáp ứng đầy đủ nhất, và nó phải có công nghệ. Chẳng hạn như mỗi công nghệ hát hay của bên SVS gặp surround SVS, gặp SVS Ultra surround á, nó sẽ là một cái loa tam diện, tam diện nhưng mà lại là hai loa độc lập với nhau, thì gần như là một mình nó bằng hai cái loa. Thì công nghệ này thì nếu mọi người đến Thiên Vũ mọi người có thể trải nghiệm được cái công nghệ này, tức là y như kiểu mọi người gắn, chỉ cần gắn một cái loa thôi mà nó vừa thành surround và nó vừa làm surround back luôn. Cái này thì nếu mà mọi người có điều kiện mọi người ghé showroom Thiên Vũ thì bên mình sẽ demo cho mọi người xem, là rất là hay. Tức là mọi người chỉ cần gắn 5.1 thôi nhưng mà nó thành 7.1, bởi vì cái loa surround của nó là loa surround gọi là đánh hai vế luôn, nói nôm na nó đánh hai vế á. Đó, như mình đã nói, với phân khúc tầm cao này thì mọi người bắt buộc mọi người bắt đầu đầu tư là mọi người phải đầu tư theo tiêu chuẩn THX rồi. Ngoài ra nếu về ở phần âm ly, nếu mọi người muốn chỉnh chu nhất thì mọi người nên nhé, mọi người nên đầu tư phần power riêng và phần receiver riêng. Vì thật ra một cái receiver, như kể cả như những con cao cấp nhất hiện nay bên mình có làm, như là phần còn ăn thầm 1.40 đi, một cái con receiver tích hợp 1.40 của bên ăn thầm giá lên đến 100 mấy triệu một cục á, nhưng mà công suất của nó chỉ rơi độ khoảng 160W một kênh 8 ohm, thì công suất nó khá là nhỏ so với một cái loa tiêu chuẩn THX. Một cái loa tiêu chuẩn THX hiện tại á, một cái loa phong đơn giản nó phải 250 một cái loa phong nha, có những cái loa đến 350W rồi, cái sao surround không nó đã phải 150 đến 200W rồi. Thì thế nên là cái con ăn thầm, cái những con âm ly receiver nó sẽ không thể nào đáp ứng cái phần power cho mọi người được, nên là thường là trong các phòng chiếu phim là họ sẽ tách riêng phần đẩy ra. Những khoảng, nếu mọi người lên Thiên Vũ mọi người sẽ thấy bên Vũ demo cho mọi người, Thiên Vũ sẽ tách cái phần power riêng ra. Thứ nhất là gì, thứ nhất là nó mạnh, nó khỏe đã, công suất nó khỏe đã, chắc chắn công suất khỏe thì âm thanh nó nghe sẽ nghe ấn tượng hơn. Thứ hai nữa là về phần nhiệt độ, thì khi power mọi người tận dụng hết power trong một cái âm ly receiver á, thì cái âm ly receiver nó sẽ khá là nóng, và một khi âm ly receiver nó nóng lên á thì nó sẽ tạo nhiễu, nó sẽ làm cho nhiễu tín hiệu và nó sẽ làm cho hiệu ứng của mình xem nó không được tốt nữa. Ngoài ra cái phần âm thanh này nó cũng sẽ liên kết với cái phần màn chiếu, mà như mình nói phía trước là khi mọi người xài một cái màn chiếu rất là to, như mọi người để ý trên rạp nó che hết cái không gian mọi người rồi, thì mọi người không thể nào để loa được nữa, thì bắt đầu mọi người phải xài những cái màn chiếu là xuyên âm và loa mọi người phải làm âm phía sau. Mình rất thích làm những cái dàn âm thanh mà âm phía sau màn chiếu nha. Mọi người biết làm sao? Thì vì khi mọi người xem phim, mọi người nhìn vào cái màn chiếu á, mà mọi người thấy âm thanh, đặc biệt là cái phần center á, mà cái phần thoại của nhân vật á, mà nó phát thẳng từ màn chiếu ra mình á, cảm giác như đúng là nhân vật đang nói chuyện với mình luôn á. Nó khác hoàn toàn với việc là mình xem một cái tivi hoặc màn chiếu cao cao như thế này. Nhưng mà cái center nằm phía dưới là mình cảm giác cái âm thanh của họ
nó không phát ra từ miệng mà nó phát ra từ một cái loa nào đó ở phía dưới. Còn khi mà mình đưa cái loa center mình ngay cái vị trí một cái hình ảnh nó phát ra luôn á, là không khác gì cái người đó đang nói chuyện với mình luôn. Thì cái đó là cái lợi điểm của cái phần mà loa mà mình để phía sau màn chiếu á. Đương nhiên loa mà muốn để phía sau màn chiếu thì cái màn chiếu đó cũng là màn chiếu xuyên âm, là một loại màn chiếu đặc biệt và giá thành nó cao hơn. Thì đây là phân khúc cao cấp nên mình sẽ nói hầu hết về các loại sản phẩm luôn. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một số kiến thức về việc đầu tư một cái bộ dàn xem phim tại nhà. Thì hy vọng với những kiến thức mình chia sẻ, mọi người có thể hình dung ra được một cái bộ dàn xem phim gia đình nó sẽ gồm những thiết bị gì, và với không gian mọi người như là phòng khách hoặc là phòng giải trí riêng, thì mỗi cái phòng như thế thì mức phí đầu tư nó sẽ ở tầm như thế nào và mong muốn của mọi người đầu tư ở mức nào, thì mọi người cũng có thể chọn lựa chọn ra được những sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu và phù hợp với túi tiền mọi người. Nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share để mình có thể nhiều động lực hơn mình làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.